Vậy trong cái bài đầu tiên mà chúng ta đang làm quen với lại cái web thì chúng ta sẽ quan tâm đến giúp cho thầy. Các bạn sẽ gửi lên cho thầy một số cái trang web mà các bạn nghĩ rằng nó khác nhau. Các bạn có thể tìm trên cái hệ thống web của mình. Các bạn sẽ cho thầy khoảng cỡ 4 cái địa chỉ web mà theo các bạn là nó có cái sự khác nhau. Còn khác nhau như thế nào thì tùy các bạn ha. Các bạn sẽ gõ lên cái group Zalo giúp cho thầy nhé. Ví dụ thầy sẽ có một trang Gmail. Ví dụ như vậy. Đây, thầy sẽ có một trang liên quan là Gmail. Thầy sẽ có một trang khác. Ví dụ. Đó, một trang khác. Rồi mỗi bạn sẽ cho thầy hai trang thôi mà các bạn cho là khác nhau. Mỗi bạn cho thầy hai trang thôi, các bạn cho là khác nhau. Thử theo các bạn thế nào là khác và khác cái gì và các bạn nghĩ là khác nhau. Rồi chúng ta sẽ chia sẻ tiếp. Rồi như vậy thì thông qua cái nội dung của các bạn đang gửi cho thầy của bạn Minh Thiệt ha, nó cũng đã thấy được là cái sự khác biệt. Vậy thì khi mà chúng ta thiết kế một cái website, chúng ta sẽ xem thử cái website của mình nó đang ở cái mảng nào. Hay chúng ta còn gọi rằng đối với cái đó nó có nghiệp vụ như thế nào. Cái đó là quan trọng. Nghiệp vụ như các bạn nhớ cái từ nghiệp vụ. Như vậy thì đối với lại website tìm kiếm, nghiệp vụ ra làm sao? Website tin tức thì nghiệp vụ thế nào, học tập thì sao, mua sắm thì sao, chuyên quản trị mail thì sao, giải trí thì như thế nào. Riêng cái phần mua sắm này, nghiệp vụ của nó mỗi website một nghiệp vụ khác nhau. Nhưng ở đây tổng quan thì mua sắm nó gần gần giống nhau, gần gần giống. Quản trị mail gần gần giống, giải trí nó gần gần giống. Như vậy thì chúng ta có thể phân ra thành nhiều cái mảng khác nhau nữa chứ không phải chỉ chừng đây thôi. Nhưng mà giả sử nếu như mà chúng ta thiết kế thì chúng ta xem thử nó ở mảng nào. Đó. Ở mảng nào để chúng ta dễ chuẩn bị cái nội dung để chúng ta trình bày. Và một website thì nếu như các bạn nhìn chung tổng quan thì nó có một số phần chính. Số phần chính. Tất nhiên mỗi website người ta thiết kế một cái layout khác nhau. Nhưng nhìn chung thì nó sẽ có phần hit, menu, hit của chúng ta phần đầu á thì có menu, có banner. Đây, có banner. Banner này có thể là quảng cáo cho chính cái website này, cũng có thể là banner này là quảng cáo cho nhiều cái đối tác khác nhau. Thì cũng tùy theo cái nội dung, cái yêu cầu của cái người chủ ha, người chủ người ta muốn gì thì mình thiết kế theo như thế. Phần chính, phần main ở dưới này sẽ đưa nội dung chính, và phần footer này là phần liên hệ. Như vậy thì đối với lại một cái trang giống như chúng ta đang nhìn thấy trên này, phần hit hit này là nó có banner, nó có menu và phần nội dung ở dưới này, và cuối cùng là phần liên hệ. Như vậy giả sử như chúng ta sẽ đi qua một cái trang ở bên trong thì cái phần banner, cái phần hit ở phía trên không thay đổi, phần nội dung ở phía dưới đó. Này là nó qua một cái trang dịch vụ công thì nó đi vô chức năng cụ thể. Thì các bạn sẽ thấy rằng ví dụ như mình vào đây đi cho dễ.
Đối với trang này, cái phần ở trên đầu, phần trên, phần menu là đối với trang nào nó cũng có cả nội dung ở phía bên trong. Và cuối cùng nó có cái phần header và phần footer. Footer ở dưới này là không thay đổi à, qua các trang footer. Bây giờ mình đi vô một cái khác, ví dụ như là số hóa. Đây thì phía trên đầu nó cũng như thế. Và ở dưới cuối nó cũng có phần footer tương tự như thế. Nhằm mục đích rằng khi mà chúng ta có header và footer thì nó sẽ control được nội dung của trang web. Người ta có thể quay về một cái nơi, một cái vị trí mà chúng ta thấy được cái sự tổng quan, mà không nhất thiết là phải 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 đi tìm ở trên menu. Những cái mà chúng ta sẽ nhiều cái liên kết tới những cái nội dung khác mà nó sẽ giúp cho khách hàng của chúng ta, khách hàng đầu cuối của chúng ta trải nghiệm được website một cách tốt nhất. Đó là thành phần của website. Banner, logo, biểu tượng ha. Rồi counter là đếm xem là có bao nhiêu người truy cập. Có một số web là nó có cái bộ đếm đó các bạn. Bộ đếm là hiện nay là có bao nhiêu người là đang truy cập vào trang web. À, trước đây cái lượng thao tác dữ liệu đối với lại web nó còn ít á, thì mọi người cũng hay làm cái phần đó để xem cái lượng traffic của website của mình như thế nào, làm màu đối với mọi người. À, website của tôi là có 5 triệu lượt xem, bây giờ lên được 7 triệu rồi kìa. Còn bây giờ thì nó không 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 còn cái trào lưu đó nữa. Thì cái vấn đề mà chúng ta xem cái phần cao nó cũng ít ít thấy. Rồi cái phần search thì hầu như là bất kỳ trang web nào người ta cũng đã thiết kế một cái phần search để cho mọi người có thể là vô tìm kiếm được nội dung một cách nhanh chóng. Những cái link đến những cái trang khác, chuyên đề khác, navigation để cho phép mình liên kết với một số cái trang. Hit, footer, frame. Có một bạn hình như là ở ngoài cái mail của trường cho nên là không tham gia được. Thì ở các cơ sở có gì thì giúp mình hỗ trợ cái này giúp. Rồi chúng ta tiếp tục. Trong một số kỹ thuật dùng cho website, ví dụ như là cái flash này thì trước đây là chúng ta có xài nhưng mà giờ thì cũng hạn chế người ta sẽ sử dụng qua các cái kỹ thuật khác để chúng ta có được những cái hoạt hình hỗ trợ. Cái flash này nó rất là hay, nó sẽ cho chúng ta những cái annotation, những cái phần tương tác đối với lại người dùng, hoặc là chỉ đơn giản là một cái hoạt động thôi. Nhưng mà đối với hiện nay thì người ta cũng ít. Chúng ta có lập trình JavaScript ha, lập trình VB, lập trình C, C#, những cái liên quan đến cơ sở dữ liệu, PHP, được chưa nào? Khi mà mình làm việc đối với lại dữ liệu, thì đối với lại một cái trang web giống như thế này, không chỉ đơn giản của chúng ta là nó chỉ có chữ và hình không đâu các bạn, nhưng mà đối với lại cái trang chủ giống như thế này. Bây giờ đó, hồi nãy là cái trang chủ nó khác, bây giờ cái trang trang chủ nó khác này. À, mất việc vì AI. Như vậy thì khi mà chúng ta refresh một lần nữa, nếu như mà bên VnExpress đây người ta đã cung cấp cho chúng ta một cái bài khác. Như vậy cũng là một cái trang này. Nhưng mỗi lần một bài khác nhau. Vậy làm sao người ta làm được việc đó? Cái bài này lúc đầu nó đưa lên đầu nhưng mà bây giờ nó xuống dưới rồi nè. Bây giờ mình refresh lại một lần nữa xem, nó lại lên trên. Refresh lại một lần nữa xem, là bài khác đó.
Như vậy thì nếu như từ đây bạn thấy hai bài, ba bài, nhưng mà đến chiều, đến trưa bạn lại thấy một bài mới. Như vậy làm sao là người ta làm được việc đó? Và dữ liệu này nó lưu ở đâu? Thì dữ liệu nó sẽ được lưu ở dưới server SQL hoặc là MySQL hoặc là Oracle. Đó. Như vậy chúng ta có khái niệm là cơ sở dữ liệu ha, cơ sở dữ liệu. Để chúng ta sẽ lập trình được thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái ngôn ngữ. Và mình đang sử dụng cơ bản là HTML và CSS. Còn những cái ngôn ngữ này thì sau này các bạn sẽ nghiên cứu thêm. Chúng ta đi qua phần layout, bố cục. Để có được một trang web như hồi nãy thầy có cần các bạn đưa lên hai cái trang web với hai cái nội dung khác nhau. Thì trong này nó sẽ liên quan đến cái nội dung mà thầy trao đổi là bố cục. Muốn có được một trang web thì các bạn phải hình dung là mình đang xây dựng trang web đó cho thiết bị nào, là máy tính hay là tablet hay là điện thoại hay là một cái thiết bị nào đó khác, được chưa nào? Như vậy thì khi mà chúng ta có được thiết bị thì chúng ta sẽ có được layout, có được bố cục của trang web thiết kế như thế nào. Và các bạn nhìn lại những cái trang web mà các bạn đưa gửi lên cho thầy đó thì các bạn xem thử là nó có gì khác, được chưa? Đó chúng ta gọi là bố cục. Khi mà mình đã có được một cái layout tốt thì sẽ truyền tải được cái thông tin tốt nhất đối với khách hàng, được chưa nào? Tốt nhất. Đôi khi cái giao diện của mình, nội dung web thì khá là ổn, nhưng mà cái giao diện của mình thì không được bắt mắt, hoặc là nội dung của mình bố trí cái phần bố cục đó, nó không hợp lý, làm cho người dùng người ta vào người ta cảm giác là khó chịu ha. Như vậy thì nó cũng 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 không không tốt, không tốt. Thì cái đó chúng ta gọi là xây dựng layout. Website chuẩn SEO, các bạn nghiên cứu thêm cái chữ này giúp thầy. Search Intermediate Option Personal. Như vậy ở đây là kỹ nghệ ha, nó là công nghệ tìm kiếm, tối ưu hóa công nghệ tìm kiếm. Như vậy một website mà chúng ta xây dựng ra nó được chuẩn SEO thì làm cho website của mình nó dễ được Google tìm kiếm và giới thiệu đến với người 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 đọc, chuẩn SEO. Như vậy mình sẽ làm một cái website như thế này, website như thế này, có hit, có main, có menu và có footer. Thì đó là cái bài tập của mình sau này mình kết thúc môn đó các bạn ha. Bài tập sau này mình kết thúc môn thì mình sẽ làm một cái bài tập nó tương tự như thế. Đây cấu trúc của nó đây, có phần hit, có phần negative, có phần nội dung chính, có phần footer. Cấu trúc của một trang web mà lúc nãy đến giờ mình xem thì nó sẽ như là như vậy. Layout hồi nãy thầy có nói sơ qua tại sao là layout nó phải 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 quan trọng như thế ha, thì các bạn có một số cái ý đối với lại bố cục thì chúng ta sẽ có lớn nè rồi các thành phần nhỏ, thành phần nhỏ, hoặc là mình bố cục layout theo dạng cột, bố cục layout theo dạng cột, bố cục layout theo dạng ô, bố cục layout theo dạng phân vùng. Ví dụ các bạn có đây theo dạng ô đây thì ra đó, đây cái ô bên này, ví dụ bố cục cái này các bạn theo từng khối bố cục tùy theo cái trang web mà mình sẽ thiết kế các bố cục khác nhau làm sao mà nó lột tả được cái nội dung của cái trang web của mình là ok. Bố cục theo dạng lưới, đây là một bài báo nè,
cuối cùng theo dạng cột. Ví dụ như mình vô trang phong vũ đi, vô trang phong vũ đây người ta bố trí theo dạng khối nè. Đó. Ở dưới này đây bố trí theo dạng cột đây các bạn, đây trang phong vũ người ta bố trí theo dạng cột. Bên này là cái LVA, ở phía trên là menu. Và khi đối với lại một cái trang phong vũ thì khi nào ở phía dưới các bạn vẫn thấy được cái phần footer của người ta. Đây, cái này nó không thay đổi ha. Đó, phần này nó không thay đổi. Ví dụ như bạn vô đây đi, xem một cái trang chi tiết của sản phẩm. Đây, phần footer cũng không thay đổi. Làm gì làm, footer không thay đổi. Được chưa? Đấy, như vậy các bạn thấy là đối với lại cái bố cục của chúng ta, cơ bản nó là như thế. Này, như vậy mình đã đi qua một cái bài tổng quan liên quan đến giới thiệu môn học và bố cục. Được chưa nào? Như vậy thì chúng ta cảm thấy là đối với lời bố cục nó cũng khá là quan trọng trong cái quá trình phát triển và xây dựng một cái website. Được chưa nào?